Mày coi nè, thợ hớt tóc người ta trước khi người ta hớt người ta chải đầu. Tính kiểu đó. Ừ. Đó, mày thấy người ta chải đầu đàng hoàng không? Tay người ta chặn tóc đâu đó đàng hoàng. Bây giờ bước 1 ha. Vừa chải đầu xong. Bây giờ hỏi nè, bây giờ là con muốn hớt kiểu nào? Ở trên cái catalog nó đủ kiểu đó. Thì chọn kiểu nào cho hớt kiểu đó, đúng không? Do mày quyết định hết kiểu nào, giờ cho tự chọn kiểu đi, tự chọn kiểu là tự động nó có cách tao cầm kéo dao. Còn nếu mày chọn, mày vừa chọn kiểu đó rồi là tự động tao phải chọn kéo dao liền. Còn hãy mày để tao chọn là tao tự động tao biết cái gì hết trước, đúng chưa? Nào khi nào anh dẫn thì nghe nó tóc luôn. Đó nè, hai tay tao đè xuống nè, thấy không? Tay trên tay dưới nè, thấy không? Chứ đâu có làm ẩu được. Nên là coi tướng tao đứng nè Thanh. Tao đâu đứng như kiểu như là mấy con trâu mà nó chuẩn khu đái đâu. Đứng tao đứng nét qua một bên. Thấy không? Thanh mày theo lẽ mày lại đây ngồi mày học không Thanh, mày đứng theo mày coi mày học không Thanh. Vậy cho vừa làm vừa dạy luôn. Đúng rồi. Có gì mình để lấy tiếng luôn. Đúng. Nè bây giờ là trước tiên nè ha, con cho cái tông đơ nó ăn vô. Rồi bây giờ cái lược mình cầm phải cầm cho đàng hoàng. Chỗ này nó còn nhuyễn á, con cho nó ăn tiếp cho nó hết. Đó, bắt đầu con qua đây. Rồi khi hết tóc là tư thế đứng, không được đứng vậy. Không được đứng vậy hết, mà phải đứng nép qua bên vậy. Tao chỉ tụi mày sau này tụi mày hết tóc luôn à, đúng không? Đó, con phải rà cái lược xuống. Đó, để mình khi mình hớt nó không giật đau tóc người ta. Dạ. Mà nó đều, nó không có bị sặc rằng. Nói gì mình chưa dám cắt đâu. Hả? Nói chưa. Nói gì mình chưa dám cắt đâu. Hãy biết cầm tông đơ, thí dụ tay ta cầm tông đơ nè. Nè, thấy không? Đó, tay cầm lược nè. Đâu có ai cầm kiểu này sao hết. Thử cầm phải cầm như thế này nè, thấy không? Đó. Thử có cái cán nữa. Ừ. Lược có cán. Đó, tay này nè, khi bợ ba ngón tay đàng hoàng, còn ngón tay này là để thủ. Đó. Mà khi hớt á là con luôn luôn cái tông đơ nó đi trên cái lược chứ nó không được đi dưới. Nó đi dưới cái lược á là tự nhiên là cái tông đơ mình kìm không chuẩn á, là nó ăn vô sát da đầu. Mà sát da đầu thì tự nhiên sặc rằn. Cho nên nó không sặc rằn ngay ở chỗ là do cái tông đơ mình cái lược mình đi theo. Nó giống như cái cỡ vậy đó. Mình cho nó ăn tới đâu là nó ăn tới đó, nó không được phép ăn hơn. Và khi hớt tóc này là con phải hết sức nhẹ nhàng và hết sức bình tĩnh. Không được nóng nảy. Y như con lái xe vậy đó. Nếu con nóng nảy là con lái đụng người ta. Còn nếu con hớt tóc là con ẩu một cái là con hớt không có tóc thường. Hớt xong rồi cho người ta khăn rằn đội à. Mà cái hớt tóc này hay lắm nha. Hớt tóc này là mình giúp cho người ta hay lắm. Mấy cái này nếu mà thợ xịn nó không thèm đi kéo luôn, đi tông đơ luôn, đi chót tông đơ cái điều luôn. Đó, nè tay này dịnh lên đây, tay này đỡ này. Tư thế đứng là không bao giờ đứng ngang mặt của khách hàng. Ví dụ bây giờ mình kéo là mình phải cầm cái tư thế này. Ngón tay này cầm đây, còn cái này là phải dùng cho cái nó áp út. Cái này đỡ lên nè. Đó, cái này đỡ mũi kéo nè. Đó. Cầm ngoài này. Thấy không? Muốn hớt gì là muốn sửa đầu người ta phải dùng hai tay. Không được đứng vậy hết. Không được đứng vậy. Không được đứng ngang mặt, phải đứng nét bên. Ví dụ như người ta ngồi xấu quá thì vậy. Chứ mình không được quánh vậy. Mình chỉ vậy nè. Đó, là tự động ta đưa vô ha. Chứ mình không được quánh.
tức là mình nhẹ nhàng với cái người mình đang làm đẹp á. Nhất định là mình phải làm nhẹ nhàng, người ta khi người ta trả tiền cho mình ta vui lắm. Rồi cái lần sau người ta hết nữa, không hiểu không, mình không bị ế. Tay con đỡ mũi kéo nè, thấy không, là cái mũi kéo nó không bao giờ nó bị chao đảo, thấy không. Đó, còn cái này con hớt vậy là chủ yếu là con sau này con dùng lại cái dao cạo, con không bị, nó không bị lục, nó chậm lục, không bị gì. Con hớt cái tóc con hết rồi. Khi đó cái dao cạo của mình á, mình đỡ mài. Mà ngày xưa là dao cạo mài, còn ngày hôm nay dao cạo mới làm lưỡi lam. Ngày xưa đâu có lưỡi lam. Đó. Đỡ hai tay, đó, thấy không? Luôn luôn cái tay này đi theo mũi kéo, làm cho cái mũi kéo nó đừng có dạt. Phải nó dạt, nếu bắt đầu nó làm tật cái mực của mình. Còn nếu mình muốn cho nó sắc sảo á, thì mình dùng cái tông đơn. Còn chút nữa đó, mình lấy cái dao cạo á, mình rà lại là cái đường biên này nè. Đường viền này nè, nó sắc béo vậy đó. Rồi, bây giờ nơi này nó hủng rồi. Bắt đầu con mình đò, thấy không? Đó, người ta nghiêng qua cái đó là tự động nó đầy thịt lại. Ngay chỗ này thì con không có đặt lược được. Đặt cái lược nó hết, nó không tới. Con phải đi cái tông đực không. Đó, những chỗ này là con nên đặt lược, anh cho nên đừng có phạm á. Cái lược của mình làm cái cỡ, cái lược nó đi tới đâu là cái tông đơ đi theo tới đó. Hay nói đúng hơn là cái lược đi trước, tông đơ đi theo sau, là không bao giờ con hớt là nó bị lộn xộn. Nguyên tắc con hớt tới đây rồi con chưa được hớt kéo, con hớt hết cái đầu người ta luôn rồi bắt đầu con mới quay trở lại hớt kéo. Đó là giờ mình hớt, phương án một là hớt nửa cái đầu, bắt đầu mình hết tiếp nữa cái đầu kế tiếp ha. Ngay chỗ này là con không cần đặt lược, hết giỏi là nó không đặt lược, tại vì nó kìm được cái tông đơn. Còn hết dở là nó phải đặt lược ạ, nó sợ phạm á. Giống như giờ con trị bệnh ung thư là con không sợ nữa, ngày xưa con trị bệnh ung thư con sợ phạm thuốc, còn giờ con quen rồi con không phải sợ phạm thuốc. Gặp bệnh nhân là con biết là thuốc đó uống gì, uống nhiêu đó, với cơ thể đó là uống như đó là nó không có bị phạm, là mình ngủ an toàn. Còn này mình hết xong rồi mình lấy tiền an toàn lắm, mình không có sợ cắt cười đó. Có những chỗ mình cho nó ăn 1/3 cái tông đơn, có những chỗ mình cho ăn hết tông đơn. Ví dụ như chỗ nguy hiểm, hiểm hóc đồ đó là mình không có nên cho ăn hết tông đơn. Ăn hết tông đơn mình để dành tóc lại, mình để dành tóc lại, mình chỉnh sao, mình phủ hoàn thắng của mình. Bây giờ mình tiếp những cái ẹo ẹo này là mình phải luôn luôn kìm cái lược. Vì nếu mình không kìm cái lược á, là giữa cái này với cái này nó có lỗ hổng, nó dễ gặp cái đầu tông đơ vô tông tóc mình, nó cắm cái đầu tông đơ điện mà. Hồi xưa hết tông đơ tay á, thì nó ăn tóc hay không là do mình điều khiển. Còn giờ là tông đơ điện, là điện nó điều khiển, cho nên mình không chểnh mảng được. Nếu mình chểnh mảng nó quất ba giá liền ra chỗ, làm không thường nóng. Rồi mấy đứa dừng tiếng rồi hết xấu rồi, nó khóc 3 ngày. Đó, chỗ này hết không được rồi, đó. Đấy, còn phải nghiêng theo cái kiểu mình muốn. Đó.
nhiều khi bây giờ thợ hớt tóc bây giờ nó hớt dởm, không phải nó hớt dởm mà nó hớt theo thời á, nó hớt cái xong rồi cái đầu nhìn tôi nó làm sao đó. À, tạm thời để đó, mình quanh đây. Quanh đây thì mình chưa hết bên đây, mà mình hết bên đây. Khả năng mình hết bên đây trước. Cặn mình thủ bên đây, còn giác ra lại nghe nữa là nó đều. Nguyên tắc mà tóc ít vậy nè, là con hết cái rìa chứ. Tức là hết cái mỏng chứ. Còn cái dày mình hết sao. Khi con hớt cái lượt đi kèm theo không bao giờ bị ăn bậy đâu, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình đứng vậy, mình không được đứng chẳng hạn vậy, như mình đứng vậy, chỉ đứng vậy đó, ém vô vậy đó. Tức là mình không được ngã vô người ta. Giá nào là mình cũng không được ngã vô người ta, tại vì người ta cẩn thận lắm, cái người thở lắm, cái người đi hớt tóc người cẩn thận mình lắm. Một trong những cái nghề mà cái nghề hớt tóc này cái giá trị, ví dụ như bây giờ là nói ví dụ thôi. Bây giờ thí dụ như bây giờ giáo hội Công giáo, bây giờ cái giáo hội Công giáo là thí dụ như bây giờ là ngày mai là bầu Đức Giáo Hoàng, đúng không? Thì cái cuộc bầu Đức Giáo Hoàng là không biết là bầu bao nhiêu ngày mới thành công được một ông làm Đức Giáo Hoàng. Như vậy thì trong cái quá trình bầu Đức Giáo Hoàng á, thì những người sau đây phải có mặt, phải ứng chiến. Ví dụ như là nhà bếp nè, là một nè, thứ hai nè, bác sĩ, thứ ba thợ hớt tóc. Bây giờ thí dụ như bầu cái Giáo Hoàng mà bầu 6 tháng mới được ngâm thì đương nhiên phải có ông thợ hớt tóc ở trong đó trực thời sẵn, chứ đâu có được ai vô trong đó. Cho nên thợ hớt tóc quan trọng lắm à. Rồi là mình được làm đẹp cho người này người kia nữa đó. Rồi bên cạnh đó mình là học hỏi đó. Khi con tỉa cũng vậy, ví dụ như tóc mà nó dày quá thì con mới tỉa như vậy, thấy không? Nhưng mà khi con tỉa như vậy là con phải bắt từ tép đó, một tép, tép thứ hai đó. Đỡ tóc luôn đó. Khi con tỉa như vậy là đều lắm, thấy không? Còn tỉa như vậy là giỏi lắm mới tỉa như vậy. Tức là tỉa như vậy mà không khéo là tỉa đúng lỗ. Còn nếu mà tỉa mà trình độ kém là tỉa như vậy, đúng không? Đó, tỉa như vậy bạn cho nó chắc ăn á. Còn như cha là cha gì trình độ khá đó, cha sẽ tỉa trực tiếp. Cha bây giờ cha không có vụ mà bắt từ tép nữa, từ trên xuống dưới cho nó cục luôn cho rồi. Tóc cùng tiếng là nó chưa đều, bản chất của nó là nó ra chưa đều, cho nên cái tóc ngọn nó còn cục quá. Do bởi là cái lần hớt vừa rồi á, lần hớt vừa rồi là hớt quá cao rồi, tóc lần này nó ra chưa kịp. Cái tóc này mà muốn đẹp nhất là phải một tháng nữa là nó ra đủ lông đủ cánh á, rồi mình sửa lại đẹp lắm. Còn giờ nó chưa đủ lông đủ cánh, giờ nó cũng tạm ổn thôi. Cái nghề thợ hớt tóc này mình coi vậy đó ha, mình coi thường nó không được đâu, tại vì nó giúp cho đời nhiều lắm. Mình hớt tóc cho một người là mình học hỏi được biết cái điều chuyện người ta sẽ, mà tại vì cái người hớt tóc là người ta ở khắp nơi, rồi người ta biết tình hình thế giới, thời sự nước này nước nọ nước kia, là chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Rồi nhiều khi người ta giỏi này giỏi kia, mình học hỏi ra được nhiều lắm. Xưa cho hớt tóc ra, xưa hớt tóc đủ thứ mà,
rồi sau này đi tu đó cho hàng linh mục giám mục không các thầy rồi đó, nhưng mà bỏ nghề lâu rồi. Nó làm thợ hớt tóc rồi. Này giờ mà cho ra ngoài cho làm thợ hớt tóc rồi cho kiếm ngày hết 5-10 cái đầu sống cũng được. Mà có điều thôi giờ mình yêu thương cho không mình hết không lấy tiền luôn. Chải hai tay coi. Ví dụ như cái tay này chải thì cái tay này phải đi theo. Ha. Luôn luôn cái tay này phải đi theo. Đó. Đầu này thì chắc chắn hết rồi, đẹp rồi. Lấy cái mũi này, mũi này sẵn luôn. Con đơn này cái dở, nó ăn tóc nó cũng mạnh. Đó, mình cũng không được khép đứng rồi. Một là mình sẽ cắt như vậy, hai là mình sẽ cắt như vậy. Cắt như vậy, cái tay mình dính như vậy nè. Tay này dính đây nè, thấy không? À, như vậy là mình đủ tư thế này, là mình không có bị chao đảo con người được. Còn nếu mình cắt như vậy là mình chao đảo liền. Tay này bỏ qua lưng nè, rồi mình chống lại là mình đứng mình không té. Đó. Nhưng mà khi mình đứng như vậy là cái tay này nó trao dữ lắm. Đó. Cắt là dứt khoát. Khi đã nhắm rồi thì cắt không dừng. Đó. Xong xuôi rồi mới chỉnh lại. Nhưng mà làm sao hớ sao phải còn phải có tư thế vậy mới được. Đó. Tư thế vậy khó hớt lắm à, nó giỡn đâu. Phải nó lên tới một cái tầm dữ dội lắm mới đứng được tư thế này hết. Còn mấy người đó, ta dịnh, ta xịn, ta té không à. Rồi, bên đây mình đi lên. Nhưng mà mình phải khá nha, ví dụ như mình trong này ấy quá, mình lấy lượt cặn này mình kéo da lên dùm hết, chứ thôi mình bấm vô thịt chỗ này. Mình không khéo là mình bấm ngay thịt chỗ này. Thế nếu mình sợ á. Còn mình quen rồi thì mình ào 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 lên. Đúng thôi. Cái hớt tóc này nó dễ nhưng mà thực ra nó khó. Nó khó ở chỗ là cái tư thế con hớt. Khi mà con đứng có tư thế rồi là con hớt khác liền. Con hớt cái đầu nó đẹp liền. Còn con nó đứng mà không đúng tư thế rồi hớt đầu tư quá. Giờ sau khi mình tạm thời hút xong rồi,
bắt đầu mình không được phép đi ngang đây, mình chỉ đi sau lưng ra thôi. Bởi vì ngang đây nó có cái kiến, ở sau lưng này nó cũng có cái kiến hậu, nhưng mà mình cho phép mình đi sau lưng. Sau khi con cảm thấy con hết rồi, bắt đầu con chải lại cái đầu, chải toàn bộ cái đầu rồi, chải từ đầu tới đuôi hết, bắt đầu con mới dòm. Nhưng mà con đừng có dòm với cái dòm của con, mà con dòm với cái dòm của mọi người á. Đó, thì cái dòm của mọi người là dòm sao? Cái dòm của mọi người là gì? Là con tuốt lại. Đó, giờ con mới tuốt lại. Tức là thằng nào so le, thằng này cái nọ gì đó. Đó là cái nhìn của mọi người đó. Giờ phút này là mình đã hoàn thiện cái tóc rồi đó, thì bây giờ mình chỉ còn tuốt lại thôi. Là mình lấy cái nhìn của mọi người, mình nhìn vô coi chỗ nào so le, chỗ nào dày, chỗ nào mỏng. Rồi nó yếu đi. Bên đây cũng vậy nha. Khi con cắn cái mái tóc này do bể tóc. Tóc ngọn này bây giờ nó ngắn lắm, nó không đủ. Do là do bể lần rồi thở hết, hết quá cao đi. Nên bây giờ đáng lẽ tóc nó xuống tới đây nè, nhưng mà giờ nó tuốt ra trên này. Cho nên khi con cắn mình kéo xuống này, thông thường kéo xuống tới đây nè, là cắn ngay miếng mắt này, cắn ngay đây nè. Là khi con chả tém lên lại lên tới đây vừa. Mà giờ tóc này nó nằm ngay đây, nó đâu có tóc tém. Mà nếu con tém ổng thì nó trục luôn. Cho nên mình tém sơ nè. Nhưng mình không có tóc để tề. Khi chải là phải chải hai tay, một tay chải một tay vuốt. Đó, luôn luôn lúc nào cũng chải hai tay, tay chải tay vuốt. Đó, bây giờ mình cho thấy cọng nào khác đây ha. Đó, giờ nhìn cái đầu này là khác đi. Rồi coi như là tạm ổn rồi, cái tóc này coi như là xong nha. Rồi bây giờ chỉ còn cạo thôi. Cái khâu này á là nó quan trọng ở chỗ là cạo xong là lấy rá tay.